Hello cả nhà, siêu phẩm Vario 125 đời 2023. Em đang ngồi trên một chiếc Vario màu xanh sơn lại này cả nhà. Màu này màu sơn 3D tại cửa hàng nha. Quay về em này sẽ là màu xanh đen và em là màu xanh cốm nè, xanh sữa mọi người. Nhìn rất là trẻ trung luôn, cái màu này bán rất là chạy nha. Màu xanh này với lại màu tím iPhone là hai cái màu chạy nhất trong năm nay luôn á. Khách hàng không thể nào bỏ lỡ được cái em xe này. Và giá hiện nay đang rất là mềm, rẻ hơn thị trường lúc mới về Việt Nam là bao nhiêu ta? 10 triệu cả nhà. Lo ngắm là 10 triệu nha. Thì em xe này mình chỉ cần trả trước 5 triệu. Vario 125 trước đây trả trước 10 15 triệu ha. Bây giờ trả trước 5 triệu thôi, mang xe về ngay trong ngày luôn. 2K5 là mua được rồi ha. 2005 là bạn đã có thể mua xe rồi nè. Thì em này có trang bị khóa smart key luôn nè mọi người. Có khóa smart key nè. Và có cái chỗ này là để sạc điện thoại nha. Có ổ sạc trong đây và để điện thoại trong đây, để được 2 đến 3 chiếc điện thoại luôn. Xe đúng là xe càng ngày càng mới càng hiện đại đúng không mọi người? Đi xe mà quên sạc điện thoại thì có thể mang dây sạc bỏ ở đây, cắm sạc, đậy nắp rất là an toàn, không sợ bị giật điện thoại gì luôn đó mọi người. Em này thì đã trang bị khóa smart key ha, để cho những khách hàng của mình mà đang hỏi Vario 150 mà hiện nay đã hết xe thì mình sử dụng qua 125 khóa smart key cực kỳ là ok, giá lại cực kỳ là mềm luôn ha. Bây giờ anh chị em mình đang quan tâm Vario 150 á, mình mua xe cũ hơn, nó giá đã cao hơn xe, nó tầm khoảng 50-60 rồi, mà em xe Vario này hiện nay cửa hàng đang bán cho anh chị em mình chỉ giá là 40.500 thôi, rất là mềm ha. Liên hệ trước với đang quay video sẽ được hỗ trợ sang xe 2 triệu nữa, chỉ còn 38.500 thôi. Mọi người thấy giá nó ưu đãi khủng khiếp ha, rất là mềm. Tại thời điểm này hơi khó khăn đó cả nhà, cho nên là tất cả giá xe đều đi xuống, đều giảm xuống, xu thế giảm ha. Cho nên là anh chị em mình mua xe nó cũng rất là dễ dàng đó. Và mình giá trước 5 triệu, mang hồ sơ về chỉ cần căn cước công dân là được hay ha. Ở đây làm giới thiệu cho cả nhà nhiều lắm, nhiều siêu phẩm Vario 125 lắm. Đây nè, Lan có Vario màu xanh lục bảo nha. Em này là xanh lục bảo nè, đồng giá luôn. Em này là xám xi măng nè. Cái màu xám này là màu xám năm nay á, màu xám Vision và SH á, là một cái màu xám là phiên bản đặc biệt mới có màu xám nha. Giá nó cao hơn những cái phiên bản thường tầm 4-5 triệu đó cả nhà. Xám xi măng nè. Và đây là một em cam đen, cái này là cam cà rốt ha. Em này thì hiện nay cửa hàng cũng đang bán đồng giá luôn cả nhà, 40.500. Mọi người không thể bỏ qua được cái em này nha. Sử dụng cái em này là khi mua em này là biết ngay mọi người đang mua xe mới, anh chị em mình đang mua xe mới đó. Chỉ có xe mới mới có màu này thôi, màu tím iPhone ha. Cả về sẽ là màu tím xanh đen. Và một em hồng baby. Cái em màu hồng là nhìn rất là thích luôn nè, đặc biệt các bạn nữ mà bánh bèo á, thích cực kỳ thích cái màu này luôn á, rất là nhẹ nhàng ha. Hồng thật là hồng cánh sen nhưng mà pha sữa cho nên nhìn nó không có già nha, nhìn ở ngoài rất là sáng và đẹp. Đồng giá luôn. Và đây là một màu trắng ngọc trinh nè. Vario 125 thì đã có màu trắng zin nhưng mà là màu trắng đục á cả nhà, trắng đục, trắng nhám, trắng nâu á. Thì em này cửa hàng thiết kế lại là màu trắng trắng sơn nè. Trắng ngọc trinh ha. Nhìn rất là sạch sẽ, vệ sinh cực kỳ dễ dàng ha. Thì bên cửa hàng cũng có hỗ trợ đặt sơn theo yêu cầu. Anh chị em mình đang thích cái màu nào thì cứ liên hệ với Loan qua số 0932007033, Loan sẽ hỗ trợ anh chị em mình đặt sơn nè. Và không phụ thu thêm chi phí nha. Giá xe sơn đặt thì chỉ bằng giá xe sơn tại cửa hàng thôi. Thì hiện nay cửa hàng của Loan làm từ thứ hai cho đến chủ nhật nè. Liên hệ trước thì Loan sẽ hỗ trợ thăng xe cho cả nhà mình 2 triệu. Có bạn bè người thân mua xe thì Loan sẽ hỗ trợ gửi tiền hoa hồng nha, 500 đến 1 triệu. Bên cửa hàng Loan có hỗ trợ thu xe cũ giá cao nha, đổi xe mới cho mình, làm thao tác tại cửa hàng luôn. Hồ sơ đậu lấy xe về trong ngày luôn, nếu mua trả góp nhé. Mua tiền mặt và trả góp thì mình chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip là được rồi, là mình có thể lên hồ sơ và mua xe rồi. Thì hiện nay cửa hàng của Loan đang ở Bình Dương nha. Không biết anh chị em mình đang ở khu vực nào thì hãy nhanh tay kết bạn với Loan qua số điện thoại bên dưới, Loan sẽ tư vấn xe, gửi bảng màu sơn và gửi định vị cho anh chị em mình ghé tới cửa hàng, hoặc là mình có thể đến Đại Nam, nó sẽ hỗ trợ đón rước nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video nha.